Đây là miếu bà Chúa Xứ Thánh Mẫu, thánh miếu nha cả nhà. Đây là ngay chỗ với chùa bà Chúa Thánh Mẫu nha cả nhà. Chùa Xứ Thánh Mẫu tọa lạc tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Này anh em đã đến miếu bà chùa bà Chúa Xứ ở An Giang. Thì những ngày thường thì nó hơi vắng chút xíu thôi, nhưng người thì tấp nập nghe cả nhà. Đây người ta đang cúng giấy nha. Đây là những chỗ người ta cúng ba nha, làm ăn phát tài. Lúc nào làm ăn cũng suôn sẻ. Đây là miếu bà Chúa Xứ ở tỉnh An Giang nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đến với thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang nha. Giờ mình đang tới cái chùa Xứ Thánh Mẫu là ở Châu Đốc nha cả nhà. Mà bây giờ trời đang đổ cơn mưa. Đây là một góc của miếu bà Chúa Xứ cả nhà. Góc trời bên này quá trời âm u rồi cả nhà ơi. Mưa gió tới rồi. Nay anh em mình đã đi đến chỗ khu di tích của chùa bà Chúa Xứ cả nhà. Khu lưu niệm. Đây hơi tối chút này cả nhà, mọi người theo xem những di tích của chùa bà Chúa Xứ cả nhà. Quá trời u ám rồi cả nhà ơi, cảnh trời u ám rồi nha, mây mờ che đỉnh Trần Sơn nha cả nhà. Mùng hết trơn rồi. Vàng cái cách treo nó ngừng lại luôn rồi kìa.
mà cái cáp treo ngừng lại luôn kìa. Đây là trên đường đến với chùa ông nha cả nhà. Từ chùa Bà qua chùa ông nha cả nhà. Tới đây là tới cái đường lên lên chỗ chùa ông nha cả nhà. Tới chùa ông nha cả nhà ơi. Đây là hậu của chùa ông nha cả nhà. Trời đang mưa. Đây là góc trời, góc chùa. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cú Vàng, chào Tam Hải. Giờ tới đây rồi mà giờ đang đổ mưa nặng nề quá anh em. Chưa có về kẹt nữa. Không biết chờ đây để cho tôi có tâm nông nữa. Như vậy có nguồn nhân giả nha. Nói gì giờ? Giờ đang buồn nha. Buồn gì vậy? Buồn vì đêm nay không còn ai bên tôi. Nè, thấy đoàn pháp về cúng tại chùa ông nha quý vị. Hôm nay chùa ông được phái đoàn pháp về đây cúng. Chùa ông hôm nay quá trời mưa rồi. Này quá trời mưa. Phái đoàn pháp về quay. Phong dịch viên dịch phong dịch viên dịch dẫn cái đoàn pháp đi nha quý vị. Mưa.
về quá mọi người. Quá trời mưa rồi. Cái đoạn này từ bên Pháp về nha quý vị. Giờ mưa quá mưa rồi. Okay, anyone want to go to the toilet? Happy room, follow me. I'm an idiot. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Đây là những khách phương Tây và viếng chùa ông như cái gì. Mày đang mưa nữa mà người ta vô đục mưa nha cả nhà. Hello. Hello.
Hello. Đi qua tham quan ngôi chùa Phật bà nha cả nhà, cái chùa ông nha cả nhà. Và đoàn đã di chuyển qua bên miếu bà chú xứ cả nhà. Thank you.